Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa được duy trì và phát triển mạnh mẽ cả về số lượng cơ sở và các loại nghề. Giá trị sản xuất và xuất khẩu tăng trưởng hàng năm, qua đó góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đến nay đã phát triển mạnh mẽ về số lượng, đa dạng về loại hình với các nhóm ngành nghề chủ yếu như chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ, xử lý, chế biến nguyên liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn. Trong năm 2015, toàn tỉnh có 127 làng nghề hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung với hơn 700 doanh nghiệp, gần 30 hợp tác xã tham gia thu hút trên 31.000 lao động. Hiện tỉnh có 18 làng nghề và nghề truyền thống được công nhận. Để đạt được kết quả trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện các cơ chế chính sách, giải pháp khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn ở địa phương như hỗ trợ về đất đai và xây dựng kết cấu hạ tầng cụm tiểu thủ công nghiệp, cụm làng nghề, ưu đãi đầu tư, khuyến khích thu hút lao động, đào tạo, hỗ trợ về khoa học công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong 2016 thì Trung tâm Khuyến công xác định thứ nhất là đào tạo một số các nhân lực cho các phòng công thương, phòng kinh tế hạ tầng ở các huyện và các doanh nghiệp. Thế là hỗ trợ, nghiên cứu hỗ trợ các máy móc ứng dụng vào sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở trên địa bàn tỉnh. Cái thứ ba là chú trọng phát triển thương hiệu, tìm kiếm thị trường cho các đầu ra cho các doanh nghiệp. Thanh Hóa có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống khá nổi tiếng như cói Nga Sơn, cói Quảng Xương, mây Che Đan Hoàng Thịnh, đúc đồng Thiệu Hóa. Đây là mô hình sản xuất chiếu cói tập trung tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương. Từ chỗ ban đầu cả xã chỉ có 2 máy dệt chiếu cói, đến nay số máy dệt trên toàn xã đã tăng lên 143 máy. Sản xuất chiếu cói và các công việc phụ trợ đã trở thành một thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương. Đối với địa phương thì đang khuyến khích các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ công nghiệp này là thành lập tổ hợp tác, rồi hợp tác xã hoặc là công ty để tạo ra cái sự liên kết giữa các cái hộ sản xuất với nhau để nhằm để đưa cái sản phẩm ngày càng được cải tiến mẫu mã, chất lượng, nâng cái giá trị và thu nhập trên một cái sản phẩm để tạo ra cái ngày công ngày nó càng cao hơn, tiếp tục đóng góp vào cái sự phát triển chung của xã trong cái phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn những hạn chế. Các cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn chủ yếu là các cơ sở có quy mô nhỏ ở hộ gia đình, vốn đầu tư thấp, kỹ thuật và công nghệ sản xuất thiếu đồng bộ, sản phẩm chất lượng chưa cao, mẫu mã đơn giản, tiêu hao nhiều nguyên liệu, vật liệu nên giá thành chưa hợp lý. Thị trường tiêu thụ hạn chế, chưa tạo được thương hiệu trong khu vực. Vì vậy, định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn của tỉnh trong thời gian tới sẽ gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tỉnh xác định ngành nghề nông thôn là mũi nhọn nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, khu vực nông thôn, tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của từng địa phương gắn với sản xuất nông lâm ngư nghiệp và các vùng nguyên liệu tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển các nghề và làng nghề truyền thống.